tại Trung đoàn Không quân 923, Sư đoàn 371, Quân chủng Phòng không Không quân, tổ chức hội thao dẫn đường, bắn ném bom đạn thật và ban bay mẫu năm 2021. Đây là dịp để kiểm tra, đánh giá trình độ tổ chức chỉ huy, điều hành của cán bộ chủ trì chỉ huy bay, chất lượng thực hành bắn, ném, kiểm tra phương tiện sát thương hàng không, khả năng phối hợp hiệp đồng của các thành phần, chất lượng công tác đảm bảo của các ngành, đồng thời nâng cao chất lượng hiệu quả công tác huấn luyện bay, bảo đảm đồng bộ hiệu quả. Các đơn vị tham gia hội thao thực hiện nội dung lý thuyết hội thao dẫn đường, chuẩn bị bay, thực hành bay hội thao dẫn đường, giảng bình bay bắn, ném, kiểm tra phương tiện sát thương hàng không và kiểm tra huấn luyện ngày, giảng bình bay. Xác định đây là nhiệm vụ quan trọng nên các đơn vị đã làm tốt công tác chuẩn bị từ rất sớm, trong đó chú trọng công tác đảm bảo hậu cần, kỹ thuật, thông tin liên lạc đến luyện tập của đội ngũ phi công, tổ bay. Toàn bộ cán bộ nhân viên kỹ thuật của trung đoàn đã cùng tham gia lập kế hoạch và giao nhiệm vụ rất cụ thể cho các nhiệm vụ của từng chuyến bay, sử dụng vũ khí như thế nào, đối với máy bay nào sử dụng như nào và giao cụ thể cho từng người phụ trách. Đối với các cái tuyến phụ trách tháo đạn hay tuyến phụ trách lắp đạn hay tuyến phụ trách kiểm tra để cho nhân viên kỹ thuật nắm được là các cái quy trình và bảo đảm an toàn nhất trong quá trình, đặc biệt đối với tiếp xúc với phương tiện sát thương không, và bảo đảm làm sao là chuyến bay an toàn nhất. Quá trình hội thao, ban tổ chức duy trì nghiêm kỷ luật các quy định phòng chống dịch COVID-19. Đội ngũ phi công và tổ bay đã nắm chắc nội dung thứ tự thực hành bài tập, nghiên cứu kỹ đặc điểm trên đường bay, trường bắn, nắm vững yếu lĩnh động tác và thời cơ bắn ném trúng mục tiêu, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị, phương tiện, đạt được mục đích yêu cầu của hội thao. Thì phi công hôm nay là thực hành bay và tham gia thi. Thì phi công từ phi công đánh chặn độ cao thấp trên đất liền cũng như là trên biển thì đều xác định mục tiêu. Đặc biệt trong chuyến bay vừa xong chúng tôi thực hiện tham gia cái nội dung thi đánh chặn mục tiêu bay tốc độ nhỏ, độ cao thấp. Thì qua hai vòng đánh chặn thì chúng tôi đều bắt được mục tiêu và máy bay trực thăng ở độ cao. Sau khi cái lần bắn ném hội thao lần này tập trung tại sân bay Thọ Xuân thì cho tôi cảm thấy sự vững tin, sự quyết tâm, tin tưởng vào vũ khí trang bị khí tài. Trên cơ sở kết quả hội thao, các cơ quan đơn vị tiếp tục nghiên cứu, học tập, bổ sung những kiến thức còn yếu, còn thiếu, khắc phục những thiếu sót tồn tại trong hội thao. Tổ chức huấn luyện theo phương châm cơ bản, thiết thực, vững chắc, an toàn, tiết kiệm, huấn luyện sát thực tế chiến đấu nhằm không ngừng nâng cao khả năng khai thác, sử dụng tính năng vũ khí trang bị kỹ thuật hiện có, khả năng ứng dụng trong chiến đấu. Thành công của hội thao dẫn đường, bắn ném bom đạn thật và ban bay mẫu năm 2021 đã nâng cao trình độ toàn diện cho đội ngũ phi công, thành viên tổ bay, là cơ sở nâng cao chất lượng sẵn sàng chiến đấu, quản lý vùng trời, quản lý điều hành bay của quân chủng phòng không không quân nói chung, các đơn vị không quân nói riêng, góp phần bảo vệ vững chắc bầu trời Tổ quốc.